Thưa quý vị, theo chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp diễn ra tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và được trực tuyến đến các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên chất vấn thứ tư được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội cân nhắc các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian qua. Việc trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và yêu cầu của thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phiên họp này. Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ cùng một số vấn đề quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng trả lời chất vấn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản như thị trường đầu ra bị thu hẹp, hoạt động khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với thủy sản cũng như việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.